Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của NamCT. Thì hôm nay mình sẽ lại làm một cái video treo phòng tiếp. Kênh của ông ấy cũng đã được hơn 100.000 sub rồi mà mình chưa tặng cho ông ấy một món quà nào. Thế nên là hôm nay mình sẽ làm một cái video treo ông ấy và sẽ tặng cho ông ấy một món quà thật là đặc biệt và thật là ý nghĩa. Mình vừa đi mua một ít đồ về. Đây là cái hộp để đựng bánh sinh nhật, ba cái món sinh nhật. Mình định quay ở đấy cơ, nhưng mà chị chủ quán có tính quá không cho mình quay, thế nên là mình không thể quay để cho bạn xem. Nếu mà có thêm cái đoạn ở đấy thì có lẽ video của mình sẽ hay hơn. Nhưng mà thôi không sao. Có hộp rồi, có nón rồi. Tí nữa mình lại diễn tiếp. Vì đây là một cái bánh rất là đặc biệt, ở các quán nó không bán đâu. Thế nên là tí nữa mình phải ra ngoài ruộng mình lấy. Bánh bò. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài ruộng mình tìm một bãi đã. A few moments later. Đây là một cái cánh đồng bao la bát ngát mà hồi xưa anh em mình đang nướng cá. Khỏe dơ mà đeo này. Các bạn ơi, sau vài phút đi lòng vòng thế cuối cùng mình đã tìm được một bãi cho các bạn xem. Cuộc đời mình 19 nồi bánh chưng ngồi chưa bao giờ mình gặp cái bãi cứt nó to như thế này. Đang ngon cứt này mẹ mọi người tưởng điên cho chạy. Đợi có người đặt các bạn. Let's go. Đóng gói rồi ạ. Đi. Thôi mình đã lấy xong rồi, bây giờ mình đi về nhà ông Phong đây. Bánh to. Huyền vừa đi chơi rồi. Tại đi vậy? Bánh bao tiền? 2 lần rưỡi. À, giả tiền. Ui. Thấy luôn. Rồi. Các bạn xem video của mình nhớ đăng ký với mình và anh mình nhá. Thôi bây giờ anh em đi xuống bê bàn ngoài sân nào. Đấy ha. Mình tặng tiền. Đây là một món quà bất ngờ mà. Nhưng mà có vẻ là anh nhắm mắt vào đi. Người mùi nó không được tốt đẹp cho lắm. Có ạ. Có nhìn thấy đéo đâu, nói bét vậy. Có nhìn thấy đâu. Ngồi đây à? Đấy, tí nữa em ngồi cạnh nha. Nhắm. Trông nhìn giống chăm sóc người cao tuổi vậy. Chị Huyền đi đâu? Chị Huyền chắc bên nhà Thỏ Ngọc. Ấy, chặt thế. Ấy. Ê. Mấy đây? Không nhìn thấy. Số mấy anh cứ đoán đi. Số 2. Không, đúng. Không nhìn thấy thật, nhưng mà tôi đoán bừa. Không nhìn thấy, mắt tất nhiên vàng kìa. Ngồi im nhá để em lấy máy. Nhìn thấy đéo đâu. Người lớn thì chơi lịch sự, mày bảo nhắm mắt thì cứ nhắm mắt. Có đúng là bánh không đấy? Sao anh chứ? Anh đi. Phúc mặt này là gì? Mày tùy bay thôi. Tùy ở đâu? Anh ơi, kiếm cái nến. Kiếm cái nến, cái túi bóng đựng nến bên đấy đâu? Đó thân thể tao là của mày. Hoàng gặp đấy.
Ha, mày quét một tí lên tay tao để tao biết xem tụi lũ bất ngờ mà. Từ từ em cắm nến á, xong là anh làm gì thì làm. Đây là cái nồi cơm nguội búp lên. À, có thể. Mày không phải bánh kem à? Nó là bánh. Hình như bọn trẻ con vào. Rồi anh có ước gì không? À, anh có ước gì không nào? Ước mơ phòng bụi có người yêu. Rồi anh thử lấy đây. Đây. Thôi. Chú lại một ca sắp. Ấy cái gì? Vai cả ướt mặt. Anh đã bảo anh cái ướt mặt vào ướt áo. Vai cả cứt trâu. Sao anh biết? Tao đoán lại thôi. Tự nhiên mà lên mà mua bánh cho tao đấy. Một là tao đoán kiểu mấy cái ảnh hay chế trên mạng là cứt trâu hay là cơm nguội. Vất vả lắm mới tìm được bãi toàn này. Bẩn hết cái bàn học của con Huyền à? Cái người dọn đi. 100 cá sấp úp bãi cứt trâu mày. Úi trời ơi, kinh hồn thế. Kiếm đâu được cái quả ghê đó. Mua đấy. Thôi mày dọn xong là rửa đi. Vãi cả úp mặt xuống ạ. Nhưng mà cứt trâu khô không có mùi nhỉ? Em ngửi cái mùi. Ừ, không có mùi. Mình trên ướt đấy. Phủ xô la này. Thôi, clip này nha. Clip này mình xin khép lại tại đây. Mình đã lừa được anh mình rồi, nhưng mà mỗi tội là anh mình chịu úp mặt thôi. Tay dính ướt thì cứ động. Nếu các bạn thấy clip mình hay thì hãy like, share, subscribe kênh để mình có nhiều động lực làm các video hay và thú vị nữa nha. Còn bây giờ, xin chào tất cả các bạn.